ra đây bắt đầu hẹn nhau uống trà, bắt đầu cầm ghế. Ở đây người ta không ăn nhanh hơn mình vì mình mỗi thời gian mình mới đi ăn nhanh này thôi, còn đâu là dân bản xứ ở đây mà nếu ngày lễ tới đây là ngồi cả tiếng cả. Ông nào cũng mang báo ra đọc cả nghiên cứu như nghiên cứu kỹ sư đấy à, xong rồi tâm sự hàn huyên cả tiếng đồng hồ vừa ăn vừa uống trà. Vì nhà mình không có uống trà, mình không ăn cái đồ đấy đâu, là toàn đồ khô, cho nên người ta cứ uống trà vừa ăn vừa uống cầm ghế cả tiếng hơn tiếng đồng hồ. Sau đó là người ta mới ra, cho nên ở trong đây nó cũng có hạn chế thời gian. Còn nếu như mình phải đi làm thì sáng sớm không có thời gian để tới đây đâu. Đôi lúc ăn một cái quán nhỏ, một bát bún bát phở còn không có đủ thời gian. Cuộc sống Hồng Kông khá là vội vàng và khá là vất vả nhé. Cho nên thường ấy là sáng sớm ra là coi như là tranh tranh thủ thủ đi ra xếp hàng để đi xe, vì là sợ muộn giờ, vì ở đây nó không có giờ cao su bên nhà mình. Bên này cao su là mình đuổi việc nhé, thế cho nên là phải đi vội vàng đến chỗ làm, đến chỗ làm xong rồi xem thời gian, nếu mà còn thừa đủ thì mình ngồi vào cái quán ăn bát bún bát phở, uống cốc trà sữa, còn nếu không đủ thì ra xem mình đi Eleven làm cái bánh cốc sữa, là vội vàng đi vào chỗ làm. Mà ở đây là làm thông từ sáng cho đến tối luôn, trưa chỉ là được thay phiên nhau nghỉ ăn trưa chứ không có nghỉ trưa. Cho nên giờ hành chính ở đây là 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều làm thông luôn nha. Đấy, thay phiên nhau nghỉ giờ trưa để ăn uống thôi, sau đó lại vào công việc tiếp. Cho nên thường vợ chồng ở đây chỉ ăn có một bữa tối, ăn một bữa tối sáng chia tay nhau là tự xử bữa trưa hết, xong tối về chúng ta gặp nhau. Thế mà còn ai mà lười nữa thì thôi gọi đồ ship đến tận nhà. Đấy, Hồng Kông mình như vậy, mà Hồng Kông ăn muộn lắm. Hồng Kông sống về đây mình đi, mình ngắm đường phố đi sáng ra là coi như là chỉ toàn bộ những người đi làm mới đi sớm thôi, còn đâu là nếu như không phải đi làm bình minh của người ta muộn lắm, 9:30-10 giờ người ta mới dậy. Mà ở đây thì không có lo là dậy sớm dậy muộn, không có ăn đâu, sáng trưa chiều tối đều không uống mì phở hết nói chung là phục vụ tới nơi. Thế mà ở đây là nếu muốn đi shopping là sau 11 giờ trưa shopping mới mở hết, còn sớm thì tầm 10:00-10:30 người ta mới mở. Cho nên giờ này là toàn bộ là quán ăn tạp hóa đón mình thôi nhá. Thì đấy, vừa đi vừa ngắm phố phường nè. Thì bây giờ mình là đang ở bên đảo Hồng Kông và nhìn sang bên kia là chim sao chổi, thì để thuận đường cho mình đấy thì mình sáng nay mình sẽ đi tham quan đảo Hồng Kông trước sau tham quan Hồng Kông mình sẽ sang Tiểu Long, mình ăn cơm trưa và mình đi tham quan bên Tiểu Long bên kia. Thì điểm đầu tiên mình đi sẽ là vịnh nước cạn và biếu thần tài, sau đó mình sẽ đi lên đỉnh núi Victoria và lúc đó mình sẽ xuống lại nhà bàn giao và đi sang bên Tiểu Long nhé. Thì mình sẽ đi 3 điểm đảo Hồng Kông. Thì bây giờ mình đang ở khu vực này là thuộc về đảo Hồng Kông, nhưng mình muốn đi vào vịnh nước cạn thì mình phải vào xuyên qua núi để vào Hồng Kông Con. Thì cái Hồng Kông Con này là tên chính của Hồng Kông được đặt, nó là hương cảng, cảng thơm, nơi mà người ta buôn gỗ thơm hương trầm. Thì Hồng Kông gốc chính của người ta là Quảng Đông mà thuyền trài thì cái nơi đây là người ta tập hợp thuyền trài rất là nhiều về những năm về trước sau này thì người ta với lên bờ sinh sống, thì bây giờ thuyền trài bây giờ còn lại rất là ít thì mình đi vào Hồng Kông Con là mình sẽ đi vào khu vực nhà giàu nha. Thì tại sao nhà giàu lại tập hợp hết ở đấy, nó có hai lý do. Thứ nhất là cái hương Hồng Kông Con này là cái nơi mà gọi là phong thủy đẹp nhất của cái đảo Hồng Kông này, đó là hướng đông nam. Thứ hai nữa là khi mà năm 1842 người Anh chiếm đóng cái đảo Hồng Kông thì người Anh ở đây người ta khoanh vùng cái khu này chỉ dành cho Anh Quốc sống thôi, không cho một người Trung Quốc nào sống cả. Mà ngày xưa không có đường ô tô đi lên đâu, toàn bộ là đi bằng kiệu và có cái đường xe điện bám núi đi lên, sau này mới có đường ô tô. Yeah, thì nó là nó khoanh vùng, nó lại dành biệt chỉ dành cho Anh Quốc sống sau này đấy, người đầu tiên Trung Quốc được sống đó là Triệu Phú Hồ Tùng, thì từ đấy giờ đi là minh tinh bàn bạc quan chức mới lên hết đây sinh sống nhé. Thì năm 97 trả về cho Trung Quốc, một số Anh Quốc người ta về nước còn một số người ta vẫn ở đây sống, cho nên bây giờ khu này là dành cho minh tinh bàn bạc quan chức cũng như là Anh Quốc người ta sống ở đây. Ok, thì mình đang đi đây là khu Oan Trai. Oan Trai cũng là một trong những quận nổi tiếng của đảo Hồng Kông nha. Mình nhìn đây bờ Đa Đà phía bên tay trái, đây chính là Times Square Times Square nha. Thì nếu như từ khách sạn mình ra mình đi xe điện nên mình có thể ra được tới đây thì Phương nếu mà cách đi như thế nào nhà mình muốn đi mình có thể liên hệ với nhà sẽ chỉ dẫn cho mọi người đi thì đấy là
quảng trường thời đại, tên tuổi thế giới được đặt hết ở đấy. Nếu muốn mua LV chở đeo Gucci ra hết đó mà mua rất là thuận lợi nhé, không nhất định phải sang Kim Sao Chổi. Còn đây tiếp theo đây là trường đua ngựa. Thì trường đua ngựa của Hồng Kông có hai trường, một trường đặt bên đảo Hồng Kông này và một trường đặt ở bên Sa Tin, bên Cửu Long bên kia. Thì mình nhớ là một bên là trường đua ngựa, một bên là thành phố buồn. Hồng Kông rất sâu sắc, ngựa cứ đua đi gục là sang ngang nếu mà bị thương quá núi sẽ có bệnh viện chữa. Thì trường đua ngựa này nếu mà ngựa đua đêm thứ tư thì sẽ đua ở trường Hồng Kông, còn thứ bảy chủ nhật đua ngày người ta sẽ đua ở Sa Tin bên Cửu Long bên kia. Thì cái trường đua ngựa này là có cái thời mà năm 1842 khi người Anh chiếm đóng được cái đảo Hồng Kông này, thì nơi đây là giao lưu của Anh Quốc với tất cả các nước. Mỗi lần giao lưu người ta mở cuộc đua ngựa, sau lại ảnh hưởng của người dân Hồng Kông bây giờ là một món cờ bạc hợp pháp do chính phủ quản lý, một tuần có hai buổi nhé. Thì Hồng Kông yêu thích nhất hai món cờ bạc, thứ nhất là trường đua ngựa này, thứ hai là bạc đánh rau sáng hôm sau nhập cảnh vào Hồng Kông nhé. Còn đâu Hồng Kông nó không có sòng bạc ha. Ok, thì bây giờ mình đang xuyên qua núi để đi vào Hồng Kông con ha. Thì đó là Hồng Kông con, là tên chính của Hồng Kông, đó là Hương Cảng đấy ha, nơi mà người ta buôn gỗ thơm hương trầm. Nhưng vì cái Hồng Kông và cái Anh Quốc vào đây ấy, cái lăng nha phiến đó, thì người ta chiếm đóng được cái đảo Hồng. Thì trong đây cũng có một cái công viên nổi tiếng đấy ha, của Hồng Kông, đó là công viên Hải Dương.